thời điểm vàng lý tưởng nhất để bạn xin visa Hàn Quốc. Đối với các hồ sơ xin visa yếu, hồ sơ từng bị từ chối, thì việc lựa chọn thời điểm để xin visa sẽ không kém phần quan trọng. Nếu nộp hồ sơ vào thời gian cao điểm, thì đại sứ quán sẽ không có đủ thời gian yêu cầu bạn giải trình các điểm yếu trong hồ sơ, từ đó đánh trượt visa của bạn. Lưu ý 3 thời điểm này để tỷ lệ đậu visa cao hơn nhé. 1. Mùa thu. Thu Hàn Quốc chính là thời điểm đẹp nhất và đón nhiều du khách nhất trong năm, với sắc phong đỏ rực cùng sắc lá vàng bất tận. Khi xin visa vào thời điểm Hàn Quốc đang đẩy mạnh du lịch thì tỷ lệ được cấp sẽ cao hơn và lãnh sự quán cũng tin tưởng hơn vào mục đích du lịch của bạn. 2. Tết Nguyên đán. Đây cũng là dịp người Việt tận hưởng kỳ nghỉ lễ dài nhất trong năm. Chính vì thế, lượng khách Việt đến Hàn Quốc cũng tăng mạnh, thời gian đi du lịch thoải mái nên lãnh sự quán cũng sẽ nới lỏng hơn việc xin visa đó. 3. Mùa hoa anh đào ở Hàn. Mùa hoa anh đào của xứ Hàn thì quá nổi tiếng không còn gì phải bàn rồi. Cảnh sắc nên thơ với sắc hồng rực rỡ luôn luôn thu hút đông đảo du khách ghé thăm. Vì vậy, lãnh sự quán thường ưu ái đương đơn trong giai đoạn này, giúp du khách dễ dàng có cơ hội chiêm ngưỡng vẻ đẹp thiên nhiên tại xứ sở kim chi. Lưu ý, việc lựa chọn thời điểm hợp lý không chỉ giúp bạn lên lịch trình thuận tiện mà còn tạo ấn tượng tốt với lãnh sự quán rằng bạn thực sự muốn du lịch và khám phá đất nước Hàn Quốc. Top 3 thời điểm trên là gợi ý của Nam Thanh Travel, tham khảo và lựa chọn thời điểm phù hợp với lịch trình và dự định của bạn nhé.